xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với video của mình. Hôm nay là một ngày khá đẹp trời, vì thế mình đã dậy sớm, đi dạo ở công viên, sau đó ngồi đọc sách trước khi đến công ty làm việc. Lúc nào các bạn rảnh, các bạn cũng hãy thử như vậy nhé. Hôm nay là ngày cuối tuần, vì thế công việc cũng không nhiều lắm. Và tối nay mình sẽ dẫn các bạn đi ăn món Nhật. Sau đó mình sẽ giới thiệu đến các bạn một số món dessert khá là nổi tiếng ở Sài Gòn mà các bạn nên thử một lần. Hiện tại đang là mùa Covid nên là việc rửa tay thường xuyên là việc rất là quan trọng. Các bạn cũng nhớ hãy làm như vậy nhé. Mẹ rớt đã nhanh đi. Và bây giờ chúng ta hãy đi ăn tối cùng nhau. Các bạn đã ăn gì chưa? Và bây giờ chúng ta sẽ đi ăn thêm một quán dessert trước khi kết thúc buổi tối ngày hôm nay nhé. Xem video của mình, các bạn nhớ like và subscribe để mình ra nhiều video hơn nhé. Chúc các bạn ngủ ngon.